cái chất bạn Zalo với phụ cho quý vị nhé. Quý vị vào thêm bạn bình thường. Chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81. Còn Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây là có Nhật Bản này, quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản. Ở dưới có ở dưới như Japan này. Japan là hệ cộng 81 này, quý vị ấn 080 681 7390 70. Đấy, nó ra viết phú JP hàng Nhật nội địa quý vị nhé. Ấn kết bạn này. Đấy. Ok nha. Rồi xong rồi quý vị vào kênh YouTube, quý vị ấn đăng ký giúp em nhé. Ok xong, cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị, hôm nay thì em có một cái máy lọc nước National TK7208, máy lọc nước Yeo Kiềm nha quý vị nhé. Thì máy này còn rất là đẹp đấy, nó tới tầm 90% ngoại hình. Em chưa lau, nó dính số bụi, em chưa lau tí nào. Mới về thôi, em cũng mới săn được. Nói chung là nó còn đầy đủ hết, dây ống rồi cái nguồn thứ không thiếu một cái gì quý vị ạ. Đặc biệt nữa là cái này thì cái lọc nó gần như là nguyên, lọc mới của nó là chỉ 6.000 lít thì cái lọc này là 5.990 mấy lít. Tí này em sẽ cắm điện vào quý vị cùng xem thông số nó hồi sau em mới đi Japan quý vị nhé. National TK7208 thì mới đi Japan được. Đây là cái chế tạo số hiệu 6081124. Đây là quan trọng lắm, Made in Japan quý vị có thể thấy được rồi. Matsushita Denko Kawasaki Gaisa, đó là công ty Matsushita sản xuất. Đây là van mở nắp cover của cái lọc lọc sau đây quý vị nhé. Lọc của nó này, lọc của nó còn mới tinh à, nhà này chắc mới thay cái lọc thôi. Tí nữa em sẽ cắm điện vào quý vị xem cái đây là mã lọc của nó nha quý vị nhé. Đây, quý vị xem cái số lít của nó. Quý vị đang để trong bếp luôn, tí em quay cho nó dễ. Vì ở trong nhà thì rất là nhiều đồ đạc, máy tính rồi dao nhật rồi cái thứ dao làm bếp, nhiều khách đặt nhiều đồ lắm. Em để trong cái nó bừa bộn quá em không muốn quay xong. Đây, tiện bếp em được em quay luôn. Đây quý vị, sau khi em cắm cái điện vào thì nó sẽ hiện lên số lít thì nó là 5.993 lít. Cái này mới là 6.000 lít này, quý vị thấy các cái vạch nó gần như là đầy luôn. Đây thì nó có các cái chức năng của nó là đầu tiên là cái nước tẩy rửa, nước rửa này. Đấy, rửa này thì rửa dùng rửa ráy đồ đạc thôi, ráy chân luôn đấy. Theo đây là chiều yếu dần, trung bình và mạnh dần, đây là mức cao nhé. Thì độ kiềm ấy, thì đây là cái nước sinh hoạt, nước uống hàng ngày ấy, là mức 3 này, là ở mức cao này, mức kiềm cao này. Đây thì nó không ghi kiềm chi tiết bao nhiêu đây, thì em sẽ mặt lật ở sau đang coi cho quý vị sau. Ở đây là cái nước uống mà nó ở mức trung bình, kiềm trung bình. Còn đây là nước uống mà cái mức thấp, mức độ kiềm mức thấp ấy. Còn đây nước rửa mặt là mức mức kiềm nó mức kiềm tĩnh nó thấp ấy. Đây thì đây là rửa mặt. Đây thì có các chức năng của nó nhưng đơn giản vậy thôi. Cắm vào là dùng ở cái quý vị cắm cái vòi nước này là vào. Đây có lẫy nên nó bị sứt mất cái này, không quan trọng lắm. Cái này thì vặn máy nước. Đây là cái nước, đây có chữ nguyên thủy, nó chữ nước ban đầu. Đây là nước tẩy, nước rửa. Còn đây là xa hoa nước tắm. Các cái mức nước nó chạy theo như vậy. Xa hoa nước tắm nó chạy theo kiểu nước nó phun ở đây này. Kiểu nó theo kiểu vòi tắm ấy. Còn đây nước chạy bình thường, nó chạy ở cái bên dưới này. Còn trên này là nước tẩy, nó rửa nó sẽ ra mạnh hơn. Còn đây thì là cái nước đầu ra này, sau khi rửa này. Đây là sau khi dùng. Ở đây nước đầu thải này, thải ra đấy. Đây thì phía sau nó là có ghi cái độ kiềm của cái máy không. Có vẻ như là không ghi. Đây, nước này, nước đang chạy em cắm lại lúc nước mua về em thử rồi. Thử nước này vẫn ok, vẫn ngon này. Cái này thì mục đích là mua để dùng vì cả em thấy là cái này nó cái lọc nước, lõi lọc của nó còn gần như là nguyên. Mua một cái loại mới, bây giờ mua một cái loại mới nó là 2 triệu đồng quý vị. Mà em mua cả cái máy này, cả cái máy cả lọc nó cũng có giá hơn thêm một chút. Điện em mua cả máy cả lọc là nó chỉ hơn cái lọc mới một chút. Mình mua có cả máy cả lọc luôn, rất là tiện. Nếu quý vị nào có nhu cầu mua cái máy lọc Yeo Kiềm thì máy mới chỉ là tầm 8,5 triệu về Việt Nam quý vị nhé. Còn máy cũ đây là cái rồi tầm 3 triệu là một cái máy đẹp,
còn tùy cái loại lọc nó như thế nào. Mua cái loại lọc 2 triệu cộng thêm một cái máy này chưa đầy 1 triệu 500 nữa thì 3 triệu cũng vẫn ok, không vấn đề gì cả. 3-4 triệu là có một cái máy nó ok rồi. Lọc nó còn nhiều nhá quý vị nhá. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ Viết Phú bằng số Zalo ở đầu video Viết Phú có để nhá. Thì quý vị cho Viết Phú đăng ký kênh và một like chia sẻ để có nhiều tương tác hơn, để có thể là được đến nhiều người, đến nhiều quý vị hơn, để có những thông tin về các sản phẩm nội địa bên Nhật nha quý vị nhá. Đây em vẫn là cái nồi cơm rồi máy gì siêu tốc nồi nồi cao tần bụi nồi trên không dầu toàn là dùng nồi nội địa hết. Rồi, tất nhiên em ở bên này thì dùng nồi nội địa rồi, đó là chuyện đương nhiên. Còn quý vị nào có nhu cầu thì em sẽ mua gửi về cho quý vị tận nhà, không vấn đề gì, trong vòng 2 tuần thôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại video sau.